Hello anh Nam Sơ, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 PP. Rồi thì ngày hôm nay cái chủ đề video của mình thì sẽ đi thăm nhà của người lạ trên tường của mình nha. Đó, và mình sẽ đi thăm tất cả những bạn nào mà đã ký tường của mình. Đấy, rồi ok. Và trước khi đi về cái chủ đề video chính thì các bạn hãy cho mình là một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sub sớm nhất nha mọi người. Rồi bạn đầu tiên thì mình đã khóa cửa mình không vào được. Rồi tiếp tục là bạn thứ hai. Đó, và bạn thứ hai thì tên là Flywish Phi Phi. Rồi ok, đó level 13 nha. Và mình sẽ review theo thứ tự các bạn nào mà đã ký tường của mình nha mọi người. Đó, và nếu mà trong cái video tiếp theo thì mình sẽ review ngẫu nhiên luôn. Đó, mình đi thăm nhà ngẫu nhiên của mọi người luôn nha các bạn ơi. Rồi, nhưng đợt này thì mình sẽ review theo thứ tự nha. Ok, và nhà của bạn Wish Phi Phi đây. Đó, hình như nhà này nhà 9k nha mọi người. Rồi đó, trang trí rất là nhiều đồ luôn. Đó, nói chung là đồ cũng đầy đủ á. Ok, có nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm riêng nè. Wow, đẹp chưa các bạn ơi. Đấy, ở ngoài thì có cá đó nè. Đó, có hai con cá xịn thôi. Rồi, cái gì đây? Nani? Cái gì đây? U là trời, hình như bạn đã xếp cái chữ như là L-O Huyền hả? Là sao ta? À, hình như là cái chữ lớp các bạn. Nó là mình liên tưởng cái chữ L-O-O-O kia các bạn ơi. Rồi ok, như vậy là xong nha, bạn tiếp theo nha. Rồi bạn tiếp theo thì cái bạn là Ngọc Hân. Rồi ok, và hình như là nhà của bạn Ngọc Hân là nhà hộp giấy hay sao đó các bạn ơi. Mình thấy cái tường kìa. Rồi ok, để vào xem như thế nào. Rồi cái gì đây? Là ồn ấp ánh. U là trời. Rồi ok, cái chữ ký gì ghi mà kỳ dữ ta. Ôi wow các bạn ơi, đó một chàng bông luôn nha. Toàn là cây bông không các bạn ơi. Đó, nhà không có gì, chỉ là có chậu bông thôi nha các bạn. Và mình đếm xương xương thì như là cũng hình như 90 cây bông hay sao các bạn. Đó, nói chung là rất nhiều luôn nha. Và không biết là bạn đã có cái ấp ủ là như là xây hết cái chậu bông ở trong căn nhà luôn quá mọi người. Nope. Ừ, ok, chúc bạn đạt được ước mơ là xây hết chậu bông trong căn nhà luôn nha. Rồi và bạn tiếp theo. Ok. Rồi bạn tiếp theo là bạn Winnie 2K9 nè. Rồi ok, cũng là nhà hộp giấy luôn nha mọi người. Rồi và nhà có 1350 cây sao nha. Rồi mình đã vào trong căn nhà của bạn Winnie. Đó, nhà ở dưới thì trống rỗng không có gì. Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu. Ok, trên lầu thì bạn đã cũng chân rất là nhiều bếp luôn. Đó, có cái phòng tắm nè. U là trời rồi, phòng tắm nè, chân có một nửa các bạn. Hế, còn một nửa để ra ngoài kìa. Hình như là để tốn tiết kiệm diện tích đó các bạn. Rồi ok. Và bên đây là căn phòng của bạn đó. Đó, nói chung là có bàn trang trí nè. Bếp, đồ quạt, ghế đầy đủ. Rồi ok. Và có một bạn cũng spam tường của mình nè. Đó, thẻ tim quẹo nè. Rồi nhưng mà cũng có ghi trên tường của mình thì mình cũng sẽ review luôn nha. Ok, nói chung là review hết lớp. Rồi gì, nhóm chiếu sao inbox thư đua top mini AFK. U là trời rồi. Nhà thì có 7.000 sao nha các bạn. Wow, rồi căn nhà khá là lung linh luôn. U là trời rồi. Nuôi rất là nhiều pet nha các bạn. Đó, mèo của Min nè. Đó, chó của Min. Rồi thỏ của Min. U là trời rồi đó. Nói chung là con này cũng của Min hết. Ok. Đấy, bên này thì cũng có bọ nè các bạn ơi. Nhưng mà không có bọ VIP nha. Rồi đó, căn nhà khá là lung linh luôn. Đó, toàn hình trái tim lấp lánh luôn các bạn. U là trời rồi. Mình chắc chắn 100% là nhà này của nữ nha mọi người. Đó, mình dự đoán rất là chính xác luôn đó các bạn. Rồi trên đây thì chân rất là nhiều kệ rồi bán thức ăn nè. Bạn tiếp theo. U là trời rồi. Bạn TKC. Rồi có level 17. Wow, và nhìn cái hình thì mình thấy rất là nhiều bọ luôn các bạn ơi. Nói chung là nhìn cái hình khá là hấp dẫn đó các bạn. Rồi không biết là nhà của bạn này thì có nhiều bọ như thế nào nha. Rồi cùng xem mình nha. Rồi ok. Wow, căn nhà 54k nha mọi người. À đù, có cái xịn đó các bạn. Đó, cái 6 cái vô sát thủ đó các bạn ơi. Rồi đó, nói chung là căn nhà này rất là nhiều cái luôn. Đấy, có cái kém cái mini đó mọi người. Rồi để mình kiếm xem thử là bọ không giấu ở đâu nha. Và đây là căn phòng của bạn Takeshi nè. Đấy, trong phòng thì cũng có rất là nhiều côn trùng luôn. Đặc biệt là các côn trùng mới nha mọi người. Đấy, mình có mấy con mà mình chưa săn được như các bạn ơi. Rồi mà bạn này có hết rồi. U là trời rồi, cảm nhận là ghê thiệt.
Rồi đây là phía trên lầu cái nhà bằng đá. Đó, trên này nhiều cái sàn nhảy. Rồi ok, ở đây có cái tấm biển này. Lưu ý đừng té xỉu khi xuống. U là trời rồi các bạn ơi. Đó, người tấm biển mắc hồn chưa các bạn. Rồi mình xuống thử xem có xỉu không nha. U là trời các bạn ơi. Đó, mình xém xỉu nha mọi người ơi. Wow, khá là nhiều bảo VIP luôn các bạn ơi. Đó, bỏ hết cô led nè. Đấy, bỏ kẹp kim vương miệng mọi người. Wow, và mới có mấy con bọ xanh nữa các bạn. Đó, quá nhiều luôn nha mọi người. Đấy, rồi đó, mình xỉu rồi các bạn ơi. Đó, quá là nhiều luôn. Nhưng mà thưa bọ nhà mình nha. Đó, nhà mình cũng có rất nhiều bọ luôn các bạn. Đó, mà mình chưa có cái con bướm này. Bữa mình có gặp một lần nhưng mà rất tiếc là hụt rồi các bạn ơi. Rồi ok, và mình sẽ thăm nhà của bạn tiếp theo nha. Rồi tiếp theo là của bạn Nhi Baby. Rồi có level 10. Ai tặng cánh cho tôi đi làm ơn, tôi làm gì cũng được. U là trời, hồi đó công nhận dễ dãi như vậy sao. U là trời. Rồi và nhà này là nhà 25k nha mọi người. Ồ, xung quanh là toàn cây cối không các bạn. Rồi trong phòng này thì không có gì luôn. U là trời rồi. Bên này đấy, bên này khu chăm bếp của bạn đó. Và nói chung là các bạn nào mà muốn cất cánh thì xiên xiên xíu thì tạo một cái nít phụ các bạn. Đó, vào chơi tí xíu và có cánh tặng que cái nít chính cũng dễ mọi người. Đấy, rồi ok. Bạn tiếp theo You Nebun. Rồi level 15. Đấy, hai cái con vợ. U là trời rồi, khó cẩm rồi các bạn ơi, không vào được nha. Hả? Bạn Dũng may mắn vậy. Rồi hy vọng là không khó nha. Rồi đáp vào được rồi mọi người ơi. Rồi nhà có 145 sao à các bạn. Đó, để hình cái VT hình ngôi sao lá cờ quốc kỳ Việt Nam nha. Rồi rất đẹp luôn. Về nhà của bạn Dũng là nhà 36k nha mọi người. Đó, căn nhà rất là rộng luôn. Hình như là phía sau bạn đó trang trí phía sau thôi nha mọi người. Đó, ngồi trước thì rất ít trang trí luôn. Đó, góc bên này là góc chăm bếp của bạn đó nè. Rồi để mình ra sau vườn xem như thế nào nha mọi người ơi. Đấy, ở đây thì có hai con bọ thôi. Rồi cái gì đây? Rồi để mình đọc cái bảng xem thôi. Khu vực có quái vật bị giam giữ. U rồi trời, rồi quái vật đâu? Đây 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 đây, đây các bạn ơi. Quái vật đi các bạn ơi. Đó, bị kèo rách mặt các bạn. Đó, đội cái bộ đồ đen luôn. U là trời rồi. Đó thì ra đây là quái vật nha mọi người. Về có lẽ đây là quái vật người ngoài hành tinh nha mọi người. Mình thấy cái để là dưới bay UFO các kiểu nè các bạn ơi. Đó, ghê chưa ghê chưa. Đấy rồi. Và tiếp theo là nhà của bạn gấu nha, 12x. Wow, rất là xinh luôn nha các bạn ơi. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà rất là nhiều đồ luôn nha. Rồi ok. Đấy, nói chung là nhà cũng đầy đủ các bạn. Rồi đây là phía sau vườn của nhà bạn đó nè. Đó, u là trời rồi. Có cái cầu tuột bếp tí xíu rồi các bạn ơi. Rồi ok. Tiếp theo bạn bé bò dâu. Rồi ok, có level 9 nha. Rồi và căn nhà khá là to luôn. U là trời rồi, trong này có gì đây? Ở đây có ké các bạn. Đó, mấy con cá coi mọi người. Rồi không có ké VIP nha. Rồi bên đây thì có hai con bé thôi. Đó, như bạn này rất ít chăm bé luôn. Đây thì có cái con ké mini nè các bạn. Đấy, có bò nữa nè. Rồi và trong căn phòng này thì có gì đây? Rồi trong này thì có hai bộ đồ thôi. Và nãy giờ thì mình chưa thấy căn nhà này mà VIP thật sự đó các bạn. Đó, để mình kiếm cái căn nhà này mà đẹp đẹp VIP VIP tí xíu thì mình sẽ tặng quà cho bạn đó nha. Đấy, nói chung là quà ngẫu nhiên thôi các bạn ơi. Ok, và nhà của bạn tiếp theo. Và bạn cuối cùng mà mình đi thăm trong lần này thì của bạn là Lê Jerry nha, có level 15 nha. U là trời rồi, nãy giờ mình đi thấy nhà này cũng giống như nhà này vậy các bạn. Mình thấy là nhà này cũng tự tự như nhau hết nha mọi người. Ok, dưới này thì các bạn đã trưng bày các quầy bếp nè. Đấy, và có cái trang trí ở ngoài vườn nữa nha. Rồi tí nữa mình sẽ ra ngoài vườn sau. Rồi trong này là phòng ngủ của bạn đó. Đó, có bánh kem nữa nè, cái dâu nữa nè. Rồi bên này thì trưng các côn trùng nè các bạn. Đó, có cái bọc VIP nữa nha mọi người. Đấy, có cây bọc mới nữa kìa. Ok. Rồi trên này thì có chân bếp nè. Đó, multi nè. U là trời rồi. Cũng có ké luôn nha. Đó, có con hải long lén nữa nha mọi người. Mình chưa có con đó nữa các bạn ơi.
Rồi, để ra phía sau xem bạn đã trang trí như thế nào ở ngoài vườn nha. Rồi, mình hình như mình thấy khá là đẹp đó các bạn. Đó, mình thấy ngoài vườn hình như có chỗ cắm trại khá là đẹp nha mọi người. Wow, đẹp chưa các bạn ơi? Thôi, bạn đã set up cái chỗ này mình khá là thấy hay đó các mọi người. Quá đẹp luôn nha các bạn, đó, rất là chill luôn. Và nói chung là đi nãy giờ thì mình thấy căn nhà này là trang trí rất là ok nhất đó các bạn ơi. Về có nhà của bạn cái trang trí rất nhiều bọ kia nữa. Đó, nói chung là cái hai căn nhà này mình thấy là ok nhất nha. Rồi ok, và như vậy là cái video đi review nhà của người lạ thì kết thúc nha mọi người. Và xin chào lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.